Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Quý Sửu nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ mạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của quý gia chủ tuổi Quý Sửu trong năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tam đấu mộc, thường có tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Địa chi của gia chủ tuổi Quý Sửu trong năm 2022 là Sửu gặp Dần. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Còn về thiên can của quý gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2022, đó là Quý Âm Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Quý Sửu trong năm 2022, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Gia chủ nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Tháng may mắn năm 2022 của gia chủ là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của gia chủ tuổi Quý Sửu cho thấy rằng tuổi hợp đối với mệnh chủ là Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Quý Dậu 1993 và Tân Dậu 1981. Ngoài ra còn có các tuổi kỵ bao gồm Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979 và Tân Mùi 1991. Cuối cùng là sao chiếu mệnh. Quý gia chủ tuổi Quý Sửu năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ giúp làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan, tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách, lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu năm 2022 được sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân, đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch.
bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng. Khi bị sao này chiếu, nên đề phòng kẻ tiểu nhân, xa đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Sau này kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Ngoài ra, việc tìm lành tránh sự là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy, có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Để đăng ký nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp, hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Quý Sửu hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để được đặt lịch gặp thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, quý gia chủ tuổi Quý Sửu trong năm 2022 cần cẩn trọng chú ý trong tháng Đinh Mùi, tức tháng 6 âm lịch, từ 29 tháng 6 đến 28 tháng 7 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Sửu. Và những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Và những ngày này, mẹ chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Quý Sửu không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Quý Sửu trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi sự nghiệp năm 2022 của gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 cho thấy rằng bản mệnh sẽ đạt được khá nhiều bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Việc học hành, thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc hay chuyển việc cũng sẽ được như ý, khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Ngoài ra, trong năm nay, gia chủ có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được một số quy tắc mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản thân của gia chủ lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Gia chủ có thể hành sự chót lọt thời điểm đó, nhưng về lâu, về dài thì để lại hậu họa khôn lường, không thể nào biết được. Cho nên bản mệnh hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức và tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an. Không những vậy, trong năm nay, gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ rất bận rộn khi phải làm việc phức tạp, đến mức gia chủ hầu như không có cơ hội nghĩ về tương lai. Có thể gia chủ sẽ có một năm mệt mỏi trên thị trường, thiếu nhân lực, mắc kẹt các kế hoạch. Nếu gia chủ không lên kế hoạch tốt vào đầu năm, gia chủ sẽ bối rối và bất lực trong năm nay. Chính vì vậy, để mọi việc hành thông thuận lợi, gia chủ tuổi Quý Sửu cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, phòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên, điện, nhân sẽ giúp gia chủ tuổi Quý Sửu kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ cho gia chủ năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem vận trình tài lộc năm 2022 của gia chủ Quý Sửu cho thấy rằng gia chủ sẽ dễ gặp được quý nhân chỉ đường, dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song trong thời gian này, gia chủ cũng có thể kiếm thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí của gia chủ đang nắm giữ được thưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên, tử vi còn cho thấy tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu họa về sau. Nếu không thấy an tâm thì gia chủ nên tìm cách để từ chối khéo léo. Bản thân bản mệnh phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau họa ập tới. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc năm 2022, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu,
vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang năm 2022, những cô chú tuổi Quý Sửu còn năng độc thân sẽ gặp được đối phương là người thông minh, lành lợi, giỏi giang, có năng lực, là người điềm tĩnh, thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái. Ngoại hình và khí chất đều không tồi. Tuy nhiên, với gia chủ tuổi Quý Sửu đã có gia đình, trong năm 2022 cần chú ý. Năm nay có thể dễ vướng phải các mối quan hệ nam nữ ngoài luồng, bất chính. Nếu không cẩn thận, có thể xa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình đến bờ vực tan vỡ. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những gia chủ tuổi Quý Sửu còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi năm 2022 của gia chủ tuổi Quý Sửu cho thấy rằng bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan thận và tim mạch đều do cô chú phải chịu áp lực quá lớn trong cuộc sống. Cô chú có thể còn mắc phải bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi ẩm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy. Tới năm 2022 này, thậm chí gia chủ còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Ngoài ra năm nay, gia chủ nên lưu ý hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm, bởi gia chủ dễ bị thương vì những nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Bản mệnh cũng nên tránh uống quá nhiều rượu bia, có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề khiến không biết quý trọng bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên trong thời gian này, gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Quý Sửu trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để có thể hiểu rõ hơn. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ gặp phải hạn vòng tận. Hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngũ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toàn tận vẫn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này thường xảy ra tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng và ứng phó. Đây là một hạn lớn, gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Còn với gia chủ nữ mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa thường có câu: huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tâm kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Nữ mệnh khi gặp hạn này sẽ gặp phải chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Việc làm ăn kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước cũng sẽ không gặp được lợi nhuận, thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, mệnh chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Đồng thời trong phương diện cuộc sống, mệnh chủ cũng không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai, nếu không dễ mang họa vào người. Tiền mất, tật mang. Trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về vận trình của cô chú tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh để bổ trợ thần mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, sau ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.